Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp 22 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trong nước đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Lê Duy Thành Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Bá Sang Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội, lãnh đạo các sở ngành địa phương của tỉnh cùng hơn 600 doanh nghiệp trong nước đang đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh, hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp là diễn đàn để Ủy ban nhân dân tỉnh nắm bắt kịp thời khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, từ đó có biện pháp giải quyết những tồn tại để môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thực sự lành mạnh, thân thiện, giúp các doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững. Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, các doanh nghiệp đã chia sẻ với Ủy ban nhân dân tỉnh về các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, tập trung vào các nhóm vấn đề như chính sách thuế, khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, tình trạng ô nhiễm môi trường, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng doanh nghiệp, giá thuê đất của tỉnh cao so với các địa phương lân cận, tình trạng bán hàng quán tại cổng các doanh nghiệp. Phát biểu làm rõ hơn các vấn đề doanh nghiệp quan tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu Sở Tài nguyên và Bộ trưởng nghiên cứu tham mưu với tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế các sở ban ngành tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và các huyện Bình Xuyên, Tam Đảo, Tam Dương vào cuộc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến lấn chiếm đất đai, vi phạm hành lang an toàn giao thông, tình trạng ô nhiễm môi trường và các vấn đề làm xấu đi hình ảnh Vĩnh Phúc trong mắt các nhà đầu tư. Phát biểu tại hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận và tiếp thu những ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp Đồng chí đề nghị những ý kiến chưa được phát biểu trao đổi tại hội nghị đối thoại, các doanh nghiệp có thể gửi câu hỏi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp giao cho các sở ban ngành địa phương trả lời các ý kiến, câu hỏi mà doanh nghiệp quan tâm. Đồng chí Hoàng Thị Thùy Lan cũng thông tin với các doanh nghiệp những chủ trương định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Với quan điểm lấy phát triển công nghiệp là nền tảng, phát triển du lịch là mũi nhọn và xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2020. Vì vậy, Vĩnh Phúc cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và sẽ tiếp tục nghiên cứu để có những chính sách phù hợp để các doanh nghiệp FDI và DDI cùng phát triển. Sáng nay, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Thanh Oai, trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn có buổi giám sát tại Sở Văn hóa thể thao và du lịch về công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thanh Oai đề nghị ngành Văn hóa thể thao và du lịch cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa trên toàn tỉnh. Đồng thời, chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy hoạch về tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa có lộ trình cụ thể với những di tích đã xuống cấp. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến việc quản lý nguồn kinh phí xã hội hóa đối với hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích hướng dẫn các địa phương thủ tục để tiến hành trùng tu tôn tạo các di tích bằng nguồn xã hội hóa, tăng cường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý di tích. Quyết định hỗ trợ hơn 4,3 tỷ đồng để giúp nông dân trong tỉnh đầu tư máy nông nghiệp vào sản xuất trong năm 2016 đã bước đầu đem lại những tín hiệu tích cực, góp phần đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Theo quyết định số 07-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định thực hiện một số cơ chế chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Ông Nguyễn Văn Bằng, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương đã được hỗ trợ 50% giá trị khi mua máy làm đất đa năng để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nếu như trước đây, ông đi làm đất thuê cho bà con bằng trâu bò, mỗi xào ông phải bỏ ra gần một buổi sáng để cày bừa và lên luống, thì nay chỉ mất một tiếng đồng hồ, ông đã có thể giao đất cho bà con gieo trồng. Giờ với máy làm đất đa năng, bình quân mỗi ngày ông nhận làm đất cho từ 5 đến 6 sào ruộng, thu nhập tăng hơn hẳn so với việc làm đất thuê bằng phương pháp thủ công trước kia. Nhờ có sự hỗ trợ của tỉnh, số lượng máy nông nghiệp được bà con đầu tư tăng lên. Việc đồng áng và chăn nuôi nhờ vậy cũng thuận tiện hơn và tiết kiệm được nhân công lao động. Việc hỗ trợ máy móc trong sản xuất nông nghiệp đã thể hiện được hiệu quả bước đầu khi giúp người dân tiết kiệm được nhân công, giải phóng sức lao động trong sản xuất nông nghiệp. Sở Y tế phối hợp với Quỹ vì sức khỏe tim mạch Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng chống bệnh tăng huyết áp và bệnh đái tháo đường cho đội ngũ y bác sĩ thuộc các trung tâm y tế, trạm y tế trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn giúp đội ngũ y bác sĩ tuyến cơ sở nâng cao nhận thức về các nguy cơ, bệnh lý tim mạch, bệnh đái tháo đường trong cuộc sống hiện nay, tăng cường năng lực của cán bộ y tế trong công tác dự phòng, phát hiện sớm và điều trị đúng bệnh lý có liên quan đến tim mạch, huyết áp cũng như phương pháp chẩn đoán truyền thông, tư vấn phòng ngừa ở tuyến y tế cơ sở, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ đầu tháng 8 năm 2016, trò chơi Pokemon Go thực sự là cơn sốt đối với đông đảo các bạn trẻ cả nước nói chung và thanh niên Vĩnh Phúc nói riêng. Trò chơi Pokemon Go luôn tiềm ẩn nguy hiểm đối với chính người chơi và những người xung quanh. Pokemon Go là trò chơi tương tác ảo trên những chiếc điện thoại thông minh, cho phép người chơi bắt, huấn luyện và trao đổi các con vật ảo trong thế giới thực. Khi chơi Pokemon Go, người chơi thường xuyên phải nhìn vào màn hình điện thoại và bắt những con vật trong trò chơi ở bất kỳ nơi nào, từ các địa điểm công cộng hay thậm chí trên các tuyến đường giao thông. Điều này có thể gây ra những hậu quả khôn lường như gây ùn tắc, mất an toàn giao thông và mất trật tự công cộng nếu có đông người cùng tập trung tại một địa điểm nào đó là một trò chơi, tất nhiên yếu tố đầu tiên Pokemon Go đem lại chính là giải trí. Xong, nếu như không chơi một cách khoa học thì không chỉ Pokemon Go mà nhiều trò chơi khác cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt, công việc và thời gian học tập của mỗi người. Đội quản lý thị trường chống buôn lậu và gian lận thương mại thuộc tri cục Quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô mang biển kiểm soát 9 c 03641 đang vận chuyển lô hàng thiết bị nhà vệ sinh giả nhãn hiệu Casa vào địa bàn thành phố Vĩnh Yên để tiêu thụ. Tổng giá trị lô hàng bị bắt giữ ước tính trị giá khoảng 280 triệu đồng. Sau khi đối chiếu với nhà sản xuất của nhãn hàng Casa, lực lượng chức năng xác định đây là những hàng hóa không phải là sản phẩm chính hãng. Đội quản lý thị trường chống buôn lậu và dân lận thương mại thuộc chi cục quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên, tiến hành xử phạt hành chính chủ hàng về lỗi sai phạm về kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu với tổng số tiền là 35 triệu đồng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp 22 giờ của đài phát thanh truyền hình Vĩnh Phúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.